Ngày này có cái sân đẹp thế nhở? Ô, mình chưa vào cái ngõ này bao giờ, thấy nhà rộng, cây cảnh nhiều. Chứng kiến của hai bác trưởng đoàn Hòa Nhà Trai, Hòa Nhà Gái cũng như sự chứng kiến của trên các quý cụ, quý ông, quý bà, quý tổ bà con chú gì cũng như toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên có mặt tại phòng kính ngày nay. Xin chào tất cả mọi người, hai bạn và xin chào mọi người. Thưa toàn thể quý vị chị và các bạn mến, và đúng thật là bánh này bánh nghĩa bánh tình, thủy chung son sắt giữa mình với ta, mà bánh này xin được sắp ra thủy chung son sắt giữa ta với mình. Vâng, và xin toàn thể cùng với chúng ta hãy lập một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, và ngày sau đây xin được kính chào kính mời chú rể và cô dâu, xin mời hai bạn sẽ lấy một phần bánh nho nhỏ ra những chiếc đĩa bên mà ban tổ chức đã chuẩn bị đi ạ. Xin chân trọng kính mời. Ngay sau đây xin được trân trọng xin mời chú rể của chúng ta hãy cùng dành một phần bánh ngọt ngào nhất dành cho cô dâu ạ. Xin được trân trọng mời hai bạn sẽ cùng gặp máy trước tỉa đi của mình. Xin mời chú rể chúng ta hãy dành một miếng bánh ngọt ngào nhất dành cho cô dâu của chúng ta, như thể hiện tình yêu mà cô dâu và chú rể chúng ta đã dành cho cô dâu trong ngày trăm năm ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời chú rể hãy dành một miếng bánh thật là ngọt ngào cho cô dâu đi ạ. Vâng, và ngược lại xin mời cô dâu hãy dành một phần bánh thật là to cho chú rể của chúng ta được không ạ? Một người nhánh càng to thì càng thể hiện đây là bờ vai vững chắc nhất mà cô dâu sẽ lưu tựa vào và gắn bó suốt đời của một đời. Một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị đi được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị chị và các bạn thân mến, và ngay sau đây xin chân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta cùng tiến về những mâm rượu của mình nha. Xin chân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý vị chị và các bạn thân mến, và đúng thật là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Thưa toàn thể quý vị chị và các bạn thân mến, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng khui những chai champagne để rót những ly rượu tình yêu và hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời.
Vâng, và chú rể của chúng ta đang thể hiện những tình yêu hạnh phúc của mình bằng đang cùi những chai sâm banh. Vâng, và chú rể trong đầu tiên đã bắt đầu được mở. Xin mời cô dâu của chú rể ạ. Xin mời hai bạn hãy cùng lồng tay nhau và đón những đi diều trong ngày trăm năm hạnh phúc này. Thưa tất cả các vị chị và các bạn thân mến, và những đi diều đã bắt đầu chảy màu hồng, màu đỏ như màu máu của con tim, màu của nhịp đập tình yêu và hạnh phúc. Và kể từ ngày hôm nay, đôi bạn trẻ Đình Bút và Huyền Trang, họ đã cùng sánh vai nhau đi đến một bến bờ hạnh phúc tình yêu của đôi đứa. Thưa tất cả các vị chị và các bạn thân mến, chúng ta là diều này diều tính diều tình, thủy chung son sắt giữa mình với ta, mà diều này xin được xuất ra, thủy chung son sắt giữa ta với mình. Vâng, và những diều như tình yêu thể hiện tình yêu của cô dâu và chú rể, và chai sâm banh đầu tiên đã được thực hiện xong, và ngay sau đây xin mời chú rể và cô dâu chúng ta cùng tiếp tục chai sâm banh thứ hai. Và chai trong tay thứ hai, xin mời chú rể và cô dâu ạ. Xin mời hai bạn. Bác nhìn một cái, con gái đang theo dõi đấy. Mời cô dâu và chú rể, xin mời hai bạn cùng tiến về những bánh ngọt ngào, cùng sắt những phần bánh ngọt ngào tình yêu hạnh phúc của đoàn trong ngày trăm năm hạnh phúc này, trước sự chứng kiến của hai bác trưởng đoàn Hò Nhà Trai, Hò Nhà Gái, cũng như sự chứng kiến của trên các quý cụ, quý ông, quý bà, những đồng bào con chú gì, cũng như toàn thể các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên có mặt tại phòng với ngày nay. Xin chân trọng kính mời hai bạn cùng sắt những bánh ngọt ngào nhất ạ. Xin được chân trọng kính mời. Thưa tất cả quý vị chị và các bạn mến, và đúng thật là bánh này bánh nghĩa bánh tình, thủy chung son sắt giữa mình với ta, mà bánh này xin được sắp ra, thủy chung son sắt giữa ta với mình. Vâng, và xin toàn thể cùng với chúng ta hãy lập một tràng pháo tay thật lớn để chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Vâng, và ngày sau đây xin được kính chào kính mời chú rể và cô dâu. Xin mời hai bạn sẽ lấy một phần bánh nho nhỏ ra những chiếc đĩa bên mà ban tổ chức đã chuẩn bị đi ạ. Xin chân trọng kính mời. Và ngay sau đây xin được trân trọng xin mời chú rể của chúng ta hãy cùng dành một phần bánh ngọt ngào nhất dành cho cô dâu ạ. Xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng gặp mái trước tỉa đi của mình. Xin mời chú rể chúng ta hãy dành một vị bánh ngọt ngào nhất dành cho cô dâu chúng ta, như thể hiện tình yêu mà cô dâu và chú rể chúng ta đã dành cho cô dâu trong ngày trăm năm ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời chú rể hãy dành một vị bánh thật là ngọt ngào cho cô dâu đi ạ. Vâng, và ngược lại xin mời cô dâu hãy dành một phần bánh thật là to cho chú rể của chúng ta được không ạ? Một phần nhánh càng to thì càng thể hiện đây là bờ vai vững chắc nhất mà cô dâu sẽ lưu tờ vào và gắn bó suốt đời của cuộc đời. Một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị đi được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính chào tất cả quý vị chị và các bạn thân mến, và ngay sau đây xin chân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta cùng tiến về những mâm rượu của mình đi ạ. Xin được chân trọng kính mời. Thưa tất cả quý vị chị và các bạn thân mến, và đúng thật là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp mìm mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Thưa tất cả quý vị chị và các bạn thân mến, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng cùi những chai sâm banh để rót những ly rượu tình yêu hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và chú rể chúng ta đang thể hiện những tình yêu hạnh phúc của mình bằng đang cùi những chai sâm banh. Vâng, và chú rể trong vành đầu tiên đã bắt đầu được mở. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Xin mời hai bạn hãy cùng lồng tay nhau và rót những ly rượu trong ngày trăm năm hạnh phúc này. Thưa tất cả các vị chị và các bạn thân mến, và những ly rượu đã bắt đầu chảy màu hồng, màu đỏ như màu máu của con tim, màu của nhịp đập tình yêu và hạnh phúc.
Và kể từ ngày hôm nay, đôi bạn trẻ Đình Bút và Huyền Trang, họ đã cùng sánh vai nhau đi đến một bến bờ hạnh phúc tình yêu của đôi nữ. Thật là cái mình chỉ và các bạn thân mến, cũng thật là điều này điều tính điều tình. Thủy chung son sắt giữa mình với ta, mà điều này xin được xuất ra. Thủy chung son sắt giữa ta với mình. Vâng, và những điều như tình yêu, thể hiện tình yêu của cô dâu và chú rể và chai sâm banh đầu tiên đã được thực hiện xong. Và ngay sau đây, xin mời chú rể và cô dâu chúng ta cùng tiếp tục chai sâm banh thứ hai. Xin mời chú rể và cô dâu ạ. Xin mời hai bạn. Bác nhìn một cái. Con gái đang theo dõi đấy. Vâng, kính chào tất cả quý vị chị và các bạn thân mến. Và những người làm chương trình đã nói tình yêu đôi bạn trẻ Đình Bút và Huyền Trang thì đã trải qua bao mùa lúa chín, có bao đầu trăng tròn. Một người con gái rất yêu thương quê hương Mỹ Dương chờ đợi một chàng trai đi lao động học tập và công tác xa quê. Hôm nay và mùa đông năm nay, họ đã cùng về bên nhau và cùng dắt tay nhau đi đến một bến bờ hạnh phúc tình yêu của đôi nữ. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy cùng cầm ly rượu, dâng ly rượu để mời bác trưởng đoàn nhà trai. Và xin mời chú rể hãy dâng ly rượu để mời bác trưởng đoàn nhà gái ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và sau đó thì xin mời cô dâu và chú rể hãy cầm ly rượu của mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Sân khấu thì hơi chậm một chút. Vâng, và ngay sau đây sẽ trân trọng kính mời chú rể của cô dâu chúng ta cùng đứng để đứng đây. Vâng, và xin mời chú rể vừa rồi hãy cùng đi cùng để nhận lời chúc phúc của hai bác trưởng đoàn mình gái trai nhiều cũng nhiều để gái ạ. Xin mời. Xin cảm ơn hai bác rất nhiều và xin mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng đứng xoay ngang ra và cùng lồng tay nhau uống ly rượu rau môi trong ngày trong năm phút này. Và xin được kính chân thành kính mời hai bác trưởng đoàn, hoàn nhà trai, hoàn nhà gái, xin mời hai bác cùng đi để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể và một tràng pháo tay thật lớn nữa của quý vị dành cho Đình Bút và Huyền Trang. Vâng, và xin mời hai bác hãy cùng đi và chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và hai bác hãy dành cho nhau một cái bắt tay, một cái ôm thật chặt để gắn kết tình thâm gia của hai gia đình hai họ chúng ta. Một tràng pháo tay chân lớn dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Vâng, xin được chân thành cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Xin được chân thành cảm ơn hai bác. Xin được chân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều. Xin mời hai bác chồng trở về vị trí của mình. Vâng, và ngay sau đây thì xin được chân trọng kính mời Đình Bút và Huyền Trang, xin mời hai bạn sẽ đứng ra giữa sân khấu nhỉ. Kính thưa toàn thể quý vị chị và các bạn thân mến, và đúng thật là cầm tay thì chứng nhân anh trao chiều nay như thể ước ao đã về và nhấn hơi xin nhớ lời thề trăm năm hẹn ước để thề thủy chung trăm năm một mối ta cùng hoa quỳnh xin đời sắn vầng trăng nên hôm nay anh đứng dân thềm cầm tay nong nhẫn trao niềm yêu thương. Vâng, và giây phút rất quan trọng của cô dâu Đình, cô dâu và chú rể đã đến. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời Đình Bút và Huyền Trang cùng trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới trong ngày trăm năm hạnh phúc này. Xin trân trọng kính mời. Và họ cùng hẹn thề với nhau mùa đông năm 2020 họ sẽ cùng trở về chung một nhà. Và sự hiện diện của cô dâu và chú rể đang trên sân khấu với những tình cảm ngọt ngào nhất của quý vị dành cho cô dâu và chú rể. Thì ngay sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng quay mặt vào nhau để cùng thể hiện những tình cảm ngọt ngào nhất. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời cô dâu hãy đặt đôi tay của mình lên bờ vai của chàng trai. Xin mời cô dâu hãy đặt
Vâng ạ. Xin mời chú rể chúng ta hãy đặt đôi tay của mình lên vòng eo thông thả của cô dâu chúng ta. Và xin mời hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn thật là ngọt ngào. Chúc toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể chúng ta. Kính chào tất cả quý vị chị và các bạn thân mến, và đúng thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai phụ bằng cha. Nước biển sông sâu khiến năm đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Nuôi con mau non vua lớn mong ăn ngày dựng vợ và chồng. Vào ngày hôm nay là một ngày như vậy, người con trai yêu thương của mình đã lên bề gia thất. Với những tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ thì luôn mong muốn cho những đứa con của mình được trăm năm hạnh phúc. Và ngày hôm nay người con trai yêu thương của mình đã mang về cho mẹ một làng dâu rất xinh xắn. Ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời thân phụ và thân mẫu của chú rể. Xin mời hai bác cùng trở về sân khấu và dành cho người con trai, người con dâu của yêu thương của mình những tình cảm ngọt ngào nhất ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời con trai ạ. Xin mời bác sẽ lên sân khấu ạ. Ngay sau đây là sự hiện diện của hai bác thân phụ, thân mẫu của cô dâu cũng như thân mẫu của chú rể thì đang hiện diện trên sân khấu lúc này, cùng đưa người con gái yêu thương của mình những gửi gắm những tình cảm, gửi gắm cho gia đình họ nhà trai, gửi gắm cho người cha người mẹ của chú rể, cũng như gửi đặc biệt là gửi gắm cho Đình Bút, người con gái yêu thương của mình trong ngày trăm năm hôm nay, với những tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ. Và đặc biệt là những người đặt chương trình đã nói, khi sinh ra những đứa con thân yêu của mình thì lúc còn nhỏ thì mong những đứa con của mình được khỏe mạnh rồi chăm ngoan học giỏi, khi lớn lên thì mong muốn những đứa con của mình ngoan ngoãn chăm ngoan thành tài và làm những công việc có ích cho xã hội cho đời, và đặc biệt là mong muốn cho những đứa con của mình được